Chào mọi người, chiều nay mình lên cho mọi người cái con này là cái con Zenbook, con HP á mọi người, HP Zenbook. Nó là cái dòng rất là thời trang luôn, nó full nhôm toàn bộ luôn. Cái tên của nó đây nè, full nhôm hết nè mọi người. Cái đít của nó cũng nhôm luôn nè. Cái gì ha? Cái này là HP nè mọi người. Tên của nó là HP Zenbook Firelli 14G7 nha mọi người. HP Zenbook Firelli 14G7. Đây nè mọi người, mình sẽ quay cái phần lưng của nó nè mọi người. Nó là full nhôm toàn bộ luôn á, nhìn nó như một con robot, nó rất là đẹp luôn á mọi người. Cái phía lưng thì đây nha mọi người. Cái lưng thì đây, nó bị chỗ này nè, nó bị chỗ này. Đây mọi người thấy không, mình nhìn nghe. Nó bị tróc sơn một tí chỗ này nè. Cái này là gì? Cái này là dơ hả? À cái này là dơ thôi. Đây tróc sơn à. Tí thì ti chỗ này nha mọi người, giống như cái đầu tâm như vậy đó ha. Đó là nó chỉ như vậy thôi. Còn phía trong này mới nãy là mình mở máy trước để cho đây nè mọi người, thấy cái màn hình nó đẹp ghê không mọi người. Con này á là con 14 inch nhưng mà nó đẹp lắm mọi người. Tại vì sao? Tại vì viền của nó đó rất là mỏng, cho nên là nó gọn y như những cái 13 inch hoặc 12.5 inch nè mọi người. Nó gọn lắm, 14 inch mà kẹp nách thì được, rất là gọn không? Rất là thời trang luôn. Mình thích nhất là cái loa của nó nè mọi người. Cái loa nó rất là phong cách, nhìn nó độc đáo lắm. Tay ha, mọi người nhìn phím à, cái gì đây, cái chữ gì đây, nhìn nghiêng mới thấy nha. Cái chữ gì đây mình cũng không biết nữa nha à, đây nha mọi người, phím đây rồi à. Nó là HP Zenbook này, nhìn nghiêng, à đây nhìn nghiêng thấy rõ chữ không mọi người. Tại vì cái thân nó là thân nhôm á mọi người, nó là thân nhôm, full nhôm toàn bộ luôn. Mình quay rõ để mọi người thấy phím ha. Đây con này là đời cao mọi người, nó là Core i7 Gen 10, là Core i7 thế hệ 10 á mọi người. À, trời nó cũng hơi tối, tại ngày hôm nay mình bận quá, mình không có review được à, mình không có làm video, thành ra là bây giờ mình phải làm để cho mọi người tham khảo giá của nó ha, tham khảo máy. Đây nha mọi người, con này nè, đúng rồi, tên của nó nè, HP Zenbook Firelli 14G7 à, của nó là Core i7 thế hệ 10 á mọi người, thế hệ 10 luôn nè ha. Nên nè, bình thường là thế hệ 8, thế hệ 9, bây giờ thế hệ 10 luôn nè. 10.500 510U đó mọi người. RAM 16GB ha. Mình đi vô nhà, thứ nhất là đỡ ồn hơn, với lại mình sợ trời nó mưa nữa. Ở sau hè nhà mình không có che. Mọi người chờ chút xíu ha, đi vô cẩn thận. Chờ chút xíu, đi vô đây. Mình sẽ review nó rõ ràng hơn cho mọi người. Con này á là SSD của nó là MNVE 512 nha mọi người, 512GB á mọi người. À, cái dòng này á là hả, nó chạy đây nè. Không biết có rõ không? Đây. Display hả? Card màn hình à, không. Đây mọi người. Cái con này á là card RAM của nó là 4GB luôn nha mọi người. Cạc rời 4GB luôn á. Có những cái đời HP, Zenbook và model y hệt như vậy, nhưng mà cạc màn hình nó không có cạc rời thì nó sẽ rẻ. Còn những cái dòng như vậy mà có cạc rời thì nó sẽ đắt nha mọi người. Cùng một cái model luôn, nhưng cái con này là con này có cạc rời, mà cạc rời của nó tận 4GB lận mọi người nè. Nhìn đây nè, nó tận 4GB lận. Nó là chạy song song hai cạc rời luôn á. À, lộn, xin lỗi mọi người, chạy song song hai card màn hình onboard với lại card màn hình RAM 4GB. Là cái này á, là dành cho những người mà đồ họa đó mọi người. Ai mà làm đồ họa nè, vẽ AutoCAD hay là nói chung là liên quan tới đồ họa rồi đó, vẽ vời đồ á, là con này á, là quá ok nha mọi người. Tại vì á, là cấu hình thì cao, i7 thế hệ 10, RAM 16GB, mà nó đặc biệt là nó có card RAM 4GB nữa à, cho nên là rất là thuận tiện cho mọi người. Cái mẫu này á, em thấy rất là đẹp ở cái chỗ này nè. Tại vì á, là dành cho đồ họa. Bình thường những cái dòng mà dành cho đồ họa là nó sao ha,
nó 15.6 inch hả? Những nói chung là em thấy đại đa số là vậy, hoặc là nó dành cho đồ họa, nhưng mà cái mẫu của nó là không có mỏng và đẹp như vậy đâu, em thấy như vậy. Đó là em, đó là theo theo quan điểm cá nhân của em thôi, em nhìn thấy. Còn cái con này á, dành cho dân đồ họa mà nó giống như dòng danh nhân vậy mọi người, full nhôm đẹp quá trời đẹp luôn ha. Pin thì rất là trâu nha mọi người, cái vụ pin bọng thì không nói, tại vì pin là tốt đó mọi người, pin là tốt. Trời ơi, nhà em có khách hay sao mà chó nó sủa quá. Chơi, xin lỗi mọi người, để em quay cái này cho nó rõ nè. Rồi mọi khi em quay hai cái ngõ, một ngõ HDMI, hai cái ngõ TVC nha mọi người. Cái máy này là đúng là ai mà cầm đi, em nói hả, vẽ hay này kia, cầm đi học đi này kia là nó quá trời sang luôn á. Một cái ngõ gì nữa đây, hai cái ngõ USB nữa, cái gì đây em không biết. Đó là con này là quá sang luôn, tại vì mình có thể là vừa học, có thể là mua học và mình xách đi lại, mình đi chơi, mình đi ra quán, mình đi làm việc hay này kia đều sang trọng hết, mẫu dòng doanh nhân, nhưng mà dành cho những người vẽ đồ họa rồi đó, rất là đẹp nha mọi người. Chó sủa ồn quá mọi người, em xin báo giá cho mọi người. Cái con này là 16.500.000 nha mọi người. Mọi người có thể là so sánh giá và tìm hiểu, nhớ là cái dòng này là có cạc rời 4G keo hả. Mọi người đợi chút xíu ha. Có cạc rời 4G thì là để thì giá nó sẽ cao hơn những cái dòng mà không có cạc rời nha. Em thêm cái này nữa, tại vì nhà em đang có khách. Em thêm cái này nữa là cái này là màn hình full HD nha mọi người, chống chói đàng hoàng. Đương nhiên rồi, mấy cái máy này thì đương nhiên là nó quá ok rồi, màn hình rất là đẹp. 16.500.000 máy kèm sạc nha mọi người. Ai đây nè, có đèn phím luôn nè. Ai mua thì liên hệ em, cọc em chuyển khoản. Còn mọi người có thể tham khảo trên video của em ha, giá cả để mua ở chỗ nào gần nhất. Nhớ là nếu mà mình tham khảo thì mình phải tham khảo RAM, cấu hình thế hệ bao nhiêu và nó có cạc rời hay không như nha mọi người, cái đời nữa. Chứ mình tham khảo thì mình phải tham khảo nó kỹ càng để mình đừng để mua hố, và nếu mình mua thì mình mua được rẻ thì càng tốt. Đó, em báo cho mọi người con này 16.500.000 nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của em.